giấy đó người ta lót để tối người ta làm lễ người ta ngồi á. Nhưng mà người ta vô không có nhà thờ chúa không hết, người ta vẫn ngồi ngoài này. Nhà thờ không đủ chỗ. Ơi. Cái gì? Lát cờ của Canada kìa ba. Đâu? Cờ Canada hả?